các nhà khoa học đến từ Đại học King, Manchester, Leeds và Eason Angrier cho rằng, ngủ quá nhiều là một dấu hiệu cảnh báo sức khỏe đang xuống cấp. Bởi vì, khi ngủ cơ thể sẽ không hoạt động nhiều, gia tăng khả năng mắc bệnh tim mạch như thiếu máu, động kinh, suy nhược, mệt mỏi. Nó còn ảnh hưởng đến tỷ lệ thất nghiệp, tâm trạng, địa vị trong xã hội, các hoạt động thể chất. Kết quả từ 74 nghiên cứu của các nhà khoa học đã kết luận rằng, những người ngủ 9 tiếng trên đêm tăng đến 14% tỷ lệ tử vong, ngủ hơn 10 tiếng tăng đến 30%, và những người ngủ 11 tiếng có khả năng chết sớm đến 47%. Đồng thời những người ngủ hơn 10 tiếng có khả năng chết vì đột quỵ cao tới 5-6% vì các bệnh liên quan đến tim. Giáo sư Chun Sinh Quắc đến từ Đại học King tiết lộ rằng, những nghiên cứu của họ đã chứng minh giấc ngủ cực kỳ quan trọng đối với sức khỏe. Vì vậy, ông khuyên mọi người nên cân đối thời gian và chất lượng của giấc ngủ, mặc dù điều này còn bị ảnh hưởng bởi môi trường xung quanh. Một nghiên cứu gần đây của đại học cũng cho thấy, tỷ lệ người ngủ quá nhiều hiện nay đang tăng đột biến. Đây là dấu hiệu đáng báo động về sức khỏe,